Ví dụ như khi làm menu chẳng hạn, ở buổi này chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ sử dụng float. Ok chưa? Còn để mà dựng cái khung trang tổng thể thì chúng ta sẽ dùng flex. Đó. Thì hôm nay anh sẽ hướng dẫn các bạn dựng phần này. Tại vì là cái phần này là một trong những phần hầu hết website nào nó cũng có, nên là anh sẽ phải đưa vào để sau này, để sau cái buổi hôm nay ấy, thì anh muốn là các bạn sẽ apply vào cho anh cái theme này. Được chưa? Các bạn cố gắng làm xong cái trang này nhé. Đây cũng là một trong những project của khóa. Sau này chúng ta sẽ xử lý dùng JavaScript jQuery để làm slider ở đây. Kiểu như vậy. Đó, thì chúng ta sẽ xử lý menu đa cấp ở đây. Đó. Đây này. Đó, và sau này chúng ta cũng sẽ xử lý kích ảnh ở đây, nó sẽ show lên pop-up để cho cái project này nó hoàn thiện. Thì các bạn cần phải xây dựng cho anh từ bây giờ. Ok chưa? Rồi. Thì bây giờ anh sẽ nói về cái menu. Bởi vì phần flex này anh muốn dành riêng cả một buổi cơ để nói về nó. Sau đó chúng ta sẽ đi dựng giao diện với flex. Rồi. Thì menu đa cấp thì nó sẽ lại có hai loại. Nó là theo chiều dọc và theo chiều ngang. Thì hôm nay anh sẽ hướng dẫn các bạn làm cái menu theo chiều ngang, và cấp của nó sẽ sụt xuống. Đó. Thì anh sẽ tạo ra một cái gọi là menu, trang menu .css. Đây. Để dựng cái menu này, anh sẽ tạo ra một cái file mới, file riêng như thế này. Anh để là menu.html. Đó. Sau đó thì anh vào file CSS, anh sẽ tạo ra một cái file là menu.css. Được chưa các bạn? Chúng ta tạo ra một cái trang riêng như thế này. Quay trở lại đây, anh sẽ tạo ra một trang gọi là menu đa cấp đi. Đó. Chúng ta sẽ đi dựng CSS và dựng giao diện HTML cho nó. Thì anh giả sử anh sẽ nhúng cái file CSS của chúng ta là menu.css vào. Đó. Và trong đây chúng ta sẽ đi dựng giao diện cho nó. Anh sẽ create class container. Đó. Trong cái clip này chỉ đơn giản có ULLI thôi. Mỗi cái menu chúng ta sẽ nằm trong cái thẻ liên kết là thẻ A. Ví dụ ở đây là hô, giống như cái giao diện hôm trước đấy, cái menu hôm trước đấy, home, about, service, cuối cùng chúng ta sẽ có new. Okay. Được chưa? Anh chạy trang này đây đã. Đó. Anh chạy nó lên. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi CSS cho nó. Thì mở cái file menu.css lên. Chúng ta sẽ thực hiện công việc CSS. Việc đầu tiên anh sẽ CSS cho nó. Anh để được 0. Và margin anh sẽ để là 0. Cần như vậy thôi. Sau đó anh sẽ định nghĩa vào thằng container. Chúng ta chạy lên đã này, nhìn này. Đó. Ok chưa? Anh sẽ định nghĩa vào thằng container, anh để list là 960 pixel. Chúng ta cũng chưa cần quá quan trọng cái việc định nghĩa width ở đây, bởi vì chúng ta chỉ có cái menu thôi. Anh sẽ để margin tốt. Rồi anh sẽ để auto cho nó. Và chúng ta sẽ đặt cái background. Anh sẽ dùng cái background của buổi trước nhé. Đây, cái style menu của buổi trước chúng ta đang làm ấy. Đây, background này. Đó. Và chiều cao để khoảng 50 pixel.
ta chạy lên đó, sao nó chưa ra giữa các bạn? Thì chúng ta xem vì sao nó chưa ra giữa này. Width này margin à, sẽ là gì các bạn? Margin không đúng không? Margin không như thế này. Rồi ok. Tiếp theo chúng ta sẽ định nghĩa đến cái gì? Đó, chúng ta sẽ định nghĩa đến cái này. ULLI trong container thì anh định nghĩa như sau. ULLI anh sẽ để cái margin không pixel, padding không pixel. Nhiều bạn hỏi anh là a, tại sao margin chúng ta định nghĩa cho body rồi mà vẫn phải định nghĩa lại ở đây? Thì tại vì thằng UL này đôi khi nó sẽ không nhận, khi mà chúng ta định nghĩa như này nó sẽ không tác động đến thẻ UL, nên là chúng ta phải làm như vậy. Và đối với UL này chúng ta cũng sẽ cần cái là loại bỏ cái icon đen đen này đi này. Loại bỏ cái icon này đi bằng cái thuộc tính list style năm đây, ok chưa? Và anh muốn thẻ li nó nằm ngang hàng nhau thì anh sẽ định nghĩa như thế này, nhưng mà anh sẽ dùng float left, có nhiều lựa chọn nên anh sẽ dùng float left đây, được chưa? Chạy lên rồi, sau khi có li rồi thì anh sẽ định nghĩa vào thẻ a, thẻ a của anh thì thằng cha float anh cũng float cho thằng con và anh để đi play là block đó, anh sẽ để là 50 pixel và anh cũng định nghĩa cho thằng này là 50 pixel. Anh loại bỏ gạch chân này, chuyển chữ của nó màu trắng, anh giả sử như vậy rồi, và anh sẽ để line 2 cho nó là 50 pixel đó, ok chưa? Và đồng thời anh sẽ giãn nó ra, padding trên dưới trái phải, trên phải trái dưới nó sẽ là như thế này. Mình chạy lên này. Đó thì các bạn sẽ được cái menu như thế này. Anh giả sử là anh muốn hover vào cái thẻ A, thì anh đổi cái background đi, làm sử như vậy, làm cái màu gì đó, anh giả sử anh lấy cái màu nhạt hơn cái màu này này, đây, thì anh sẽ impact lên và anh xem cái mã màu của nó, đây các bạn sẽ thấy là background thằng này nó đang như thế này, đây, thẻ A đang thẻ menu đang có background là thằng này. Thì anh sẽ đánh nhạt đi một chút hoặc là sáng hơn một chút, đây là sử như vậy đó, thì chúng ta sẽ để là màu này đây, ok chưa? Đơn giản là như vậy đã, được chưa các bạn? Đây anh cũng thay font family nhìn cho nó đỡ nhàm chán. Ví dụ phong family anh để là phong này đó, ok chưa? Rồi vấn đề của chúng ta là bây giờ chúng ta sẽ đi xử lý menu đa cấp, cụ thể là khi mà anh hover chuột vào đây đó thì anh sẽ có một cái menu xuống đây và chúng ta sẽ làm n cấp, nhưng vấn đề là chúng ta tạo ra n cấp nhưng mà CSS của chúng ta không phải thay đổi nhiều, đấy là bài toán. Đó, thì đầu tiên anh sẽ tạo, thì để tạo ra được n cấp thì chúng ta phải tạo được một cấp trước đi đã, sau đó chúng ta sẽ suy ra cái quy bậc, được chưa? Thì mỗi cái menu con nó sẽ nằm ở trong cái thẻ gì các bạn? Nó sẽ nằm trong thẻ li. Đây sẽ định nghĩa ra một cái ul và bên trong thì cũng sẽ có li, ok chưa? Li thì cái li này anh sẽ định nghĩa như thế nào? Anh sẽ quy định ở đây class là root trước đã, nó đây anh sẽ có một cái class là sub để chúng ta sau này chúng ta phân biệt
Thì bây giờ chúng ta sẽ định nghĩa lợi ích, ví dụ như là trong thẻ mỗi lợi ích chúng ta lại có cái menu item. Ví dụ anh để là menu item 1. Chúng ta chạy lên thì các bạn thấy sao? Sau khi chạy lên thì các bạn sẽ thấy là nó bị ảnh hưởng đúng không? Bởi vì chúng ta đang CSS là định nghĩa cho UL như thế này thì tất cả những cái phía sau đó nó sẽ ảnh hưởng. Ok chưa đã? Đúng không? Thì chúng ta sẽ phải đi chỉ định hay là selector lại cho cái phần CSS này để đảm bảo là nó chỉ định nghĩa cho những cái menu char thôi, còn là con sẽ không việc gì. Thì chúng ta sẽ dựa vào cái class là root này. Đó, anh chấm root như thế này. Thì có phải là chúng ta đang định nghĩa cho UL là root thôi. Những thằng khác chúng ta sẽ không care. Đây, có đúng không? Đó, nhưng các bạn thấy là mặc dù chúng ta định là root rồi nhưng mà nó vẫn ảnh hưởng. Bởi vì sao? Trong root này, này nó có li, nó gọi đến li, nhưng mà li nó lại của cả thằng root và cả thằng sắp đây này. Đó, nên chúng ta sẽ dùng cú pháp gì? Cú pháp này đúng không? Có đúng các bạn? Đấy, cái đầu tiên là gọi đến thẻ A thôi. Đây, đó, được chưa? Thì nó không bị ảnh hưởng nữa. Và các bạn thấy là khi mà chúng ta root gọi đến li và gọi đến thẻ A thì nó không ảnh hưởng đến li nữa nhưng vẫn ảnh hưởng đến thẻ A. Đây các bạn nhìn thấy không? Bởi vì sao? Từ cái li thì tôi vẫn gọi là thẻ A mà. Nên chúng ta sẽ để như thế này nữa. À, là lại chỉ gọi đến thẻ A đầu tiên thôi. Đây. Đó. Thì lúc này nó về cái ban đầu này. Các bạn ok chưa? Đây. Được chưa? Bài toán nó là như thế. Sau khi mà các bạn được cái định dạng này rồi thì chúng ta chỉ đi tập trung làm CSS cho cái gì? Cái sắp. Được chưa? Thì lúc này chúng ta sẽ làm như thế này. Thì anh sẽ từ cái thằng UL container này xong ở trên rồi đúng không? Thì lúc này chúng ta quay trở lại cái file menu.css này. Chúng ta đi định nghĩa cho thằng sắp. Chúng ta đặt width cho nó một khoảng và 100 pixel đi. Thằng UL này anh để một cái background khác đối với sắc. Thì anh để cái background nó trùng với màu hover này. Thì nó sẽ là có màu này. Đây, được chưa các bạn? Mình chạy lên này. Đó, nhưng tại sao thằng này nó chưa nhận này? Menu này. UL sắc. Đó thì chúng ta sẽ xem tại sao. Đây, UL class là sắc. Width 200 background này. Anh cũng sẽ merge Excel. À, đấy rồi. Anh lấy cái list map. Đây. Container ul.root. Đó, của chúng ta là root mà. Đây, anh bị nhầm, anh copy ở bên kia sang. Đây. Thì các bạn thấy là đây. Cái ul này của chúng ta nó sẽ như thế này. Được chưa? Và các bạn biết là thì mặc định nó sẽ nằm từ trên mà xuống đúng không? Từ dưới mà sang. Các bạn nhìn thấy không? Kệ nó đã, chúng ta sẽ đi CSS cho nó. Từ thằng sắp này anh sẽ gọi đến li. Đây. Gọi đến thẻ A. Anh để list play là block. Đó. Ngoài anh sẽ để là list by by 5. Loại bỏ cái icon đi. Đó, a display block này. Line 2 anh để là 50 pixel.
Text decoration là năm. Để là màu trắng và xử lý vậy. Anh chạy nó lên đã. Thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có định dạng như thế này. Ok chưa? Tại sao nó lại nằm lao lên trên này? Bởi vì là thằng LI ở phía trên nó đang float left. Các bạn hiểu chưa? Thì nó sẽ tràn lên. Kệ nó. Thì bây giờ anh sẽ xử lý bằng cách là anh sẽ, thứ nhất là đối với LI này, anh sẽ có mức bằng 200. Anh sẽ xử lý là đầu tiên đối với cái UL shop này, anh sẽ để, anh sẽ đi định vị là position absolute đó, cho cái LI này. Và vì thằng UL shop này của anh là position absolute thì cái thằng chứa này của anh sẽ để là relative, có nghĩa là thằng UL root đây này, anh sẽ để là position relative. Mục đích của anh là để anh định vị lại cái menu, cả cái khối menu shop này nó xuống viền phía dưới này. Đây này, các bạn nhìn thấy chưa, chỗ này nó sẽ ngay ngắn lại này đó. Và anh muốn là đây, anh để tạm cái màu này đi đã. Anh muốn là cái khối menu shop của chúng ta nó sẽ nằm hẳn xuống dưới đây, chứ không bị tràn lên như thế này. Có nghĩa là cái mép của cái đường menu vàng này nó sẽ phải nằm sát với cái mép dưới này mà chúng ta đã định nghĩa. Mà lúc này cả cái UL shop này này, cả cái UL shop này nó, chúng ta có thể di chuyển xung quanh cái LI, bởi vì chúng ta đang dùng position relative cho LI và position absolute cho UL rồi, nên chúng ta di chuyển như thế này. Anh sẽ để cách tốt bằng đúng chiều cao của cái menu LI này, chính là bằng 50 pixel. Đây. Đó, chúng ta chạy này. Đó, thì các bạn thấy nó xuống sát mép này. Ok chưa? Và bên trái thì nó bằng 0, cách bên trái bằng 0. Đó. Các bạn để đảm bảo là nó đúng với cái mép này của thằng LI ở phía trên. Nếu mà anh để led bằng 10 chẳng hạn thì các bạn sẽ thấy có sự khác biệt. Đó, thấy chưa? Nó sẽ có một cái khoảng cách đây này, các bạn nhìn thấy mép của thằng LI phía trên nhưng mà UL phía dưới nó như này. Được chưa? Đó, chính vì vậy chúng ta để đây sẽ là 0. Chúng ta dùng clear led thì chúng ta lại không di chuyển được. Không di chuyển được, à, thằng này nó xuống tận dưới cùng và bên trái. Chúng ta nên dùng position ở đây thì nó sẽ chắc chắn nhất. Đó, bây giờ anh sẽ định nghĩa lại cái thể là, đây, anh sẽ ném thằng này xuống đây cho nó cùng màu. Ném thằng LI này xuống đây cho nó cùng màu, nhìn cho nó đẹp. Đây. Và anh định nghĩa cho thẻ LA, à thẻ A, anh để tech building. Tech building là 20 pixel, giả sử như vậy. Border bottom. Border bottom. Pixel solid. Để là F1. Nhìn như thế này. Đó, là sử như vậy. Đây, anh để đường viền như này. Có lẽ là anh giảm thằng này xuống còn khoảng 40 để nhìn cho nó được to. Đó, ok chưa? Các bạn nhìn thấy khi hover vào cái menu này thì chúng ta sẽ được cái kết quả như thế này. Nhưng vấn đề của chúng ta là bây giờ chúng ta sẽ phải xử lý là khi người dùng hover vào thì menu này được một ý, thì cái menu sắp này nó mới sâu ra, đúng không? Phải không các bạn? Chúng ta sẽ dùng như thế nào? Thì chúng ta sẽ xử lý bằng cách là mặc định khi vào trang này thì chúng ta ẩn cái menu này đi. Có nghĩa là để ẩn thì chúng ta dùng cái gì các bạn? Opacity bằng 0 cũng là một cách để ẩn, đúng không? Hoặc là display none. Đó. Và khi mà chúng ta hover vào cái thẻ LI này, đây, có nghĩa là nếu mà người dùng hover vào thẻ LI, đây, anh sẽ viết là trình này. Đó. Thì anh sẽ gọi đến cái UL là sắp.
Ok chưa? Và anh sẽ opacity nó bằng 1. Được chưa? Đó. Ok chưa? Thì lúc này là các bạn đã xử lý xong được một cấp. Các bạn hoàn toàn có thể copy. Đó, các bạn muốn tạo ra nhiều menu cho các service này, hay cho các menu lớn này, thì các bạn sẽ copy nó ra thôi. Thì công việc của ông Phan Em là sẽ đi làm những cái việc này trước. Đó. Còn ông Bách Em sau này thì sẽ làm khác, đó là mỗi lần mà chúng ta muốn nhân cái số menu này lên, thì đối với ông Phan Em là ông phải đi copy, paste cái code Phan Em này. Đúng không? Code HTML tĩnh này, đây gọi là web tĩnh ấy. Thì chúng ta phải đi copy và paste để nhân lên menu như thế này. Đây, được chưa? Nhưng mà ông backend thì ông ấy không làm việc đó, mà ông ấy sẽ quản trị được cái này ở trong phía backend. Có nghĩa là anh muốn thêm một cái menu thì anh chỉ vào trong quản trị và anh thêm thôi. Đó. Bởi vì sao? Mình làm cho người dùng mà, người dùng họ đâu biết code. Họ muốn thêm menu họ phải thêm được. Thì đấy là vai trò của backend. Khi mà chúng ta viết nó, ví dụ và lưu, và sau khi mà thằng backend nó lưu, nó tạo xong thì nó sẽ lưu vào trong cơ sở dữ liệu. Sau này chúng ta chỉ đọc ra thôi. Đây, ok chưa? Bây giờ anh muốn là khi hover vào thằng này thì anh sẽ có cái sub menu đủ ra. Đó. Thì trước khi làm việc đó thì anh sẽ cố định cái này đã. Tạm thời anh cứ sâu lên đã. Đây, ok chưa? Anh tạm bỏ nó đi để cho nó đỡ rối. Để một cái nó nhìn cho đỡ rối. Ok chưa? Khi hover vào cái sub này, có nghĩa là cái A hover này, chúng ta sẽ làm sau này. Có background color cho nó, để một cái màu khác đi, lát nữa chúng ta nhận diện thì nó dễ. Đây. Anh để màu này đi. Rồi. Các bạn chạy lên này. Đó. Ok chưa? Thì chúng ta sẽ có cái màu như thế này. Thì bây giờ anh ném thêm cái menu sub này vào. Đây. Trong cái sub này anh lại có một cái sub menu khác như thế này. Ví dụ ở vị trí số 5 này, anh ném cái menu sub như thế này. Một. Anh giả sử như vậy. Đó. Ta chạy nó lên. Câu hỏi của Cường ấy, là khi mà click vào từng cái phần này này mà nó chuyển trang ấy, thì đấy là công việc của backend nhé. Thằng JS nó sẽ có làm nhưng mà nó sẽ không làm, nó không ưu tiên việc đó. JS chỉ xử lý những cái việc khác thôi. Còn tất cả những cái, ví dụ khi các bạn vào các menu, kích vào trang báo và kích vào bài viết, kích vào danh mục của cái trang báo, ví dụ vào trang VN Express ấy, thì đấy là công việc của thằng PP nữa. Rồi, tiếp nhé. Ở chỗ này bọn anh sửa sai à? Rồi, đây đúng không? Đây, các bạn thấy là khi mà chúng ta dùng cái này thì các bạn thấy nó đang bị lẫn lộn đây này. Đó, anh ném vào đây này. Thì lúc này chúng ta sẽ đi làm như sau. Đây, chúng ta sẽ lại phải đi thay đổi cái này, sub này. Đó, chúng ta sẽ không tác động vào cái sub này nữa. Đây, từ cái LI này, phía sau LI có nhiều sub thì chúng ta sẽ không tác động vào nó nữa. Ta chỉ tác động vào cái sub ngay sau nó thôi. Đây, được chưa? Đó. Thì nó sẽ không bị ảnh hưởng. Đây, thế thằng này sẽ nằm dưới đây. Ok chưa các bạn? Nhìn thấy chưa? Đó, thậm chí là chúng ta không tác động vào cái LI của cái sub này. Thì các bạn sẽ thấy nó không ảnh hưởng tí nào cả. Đây, chạy lên này. Không đụng đến cả thẻ A luôn. Đó, nhưng mà
thẻ A là chung thì thôi kệ. Bây giờ vai trò của chúng ta là chúng ta sẽ đi làm gì các bạn? CDS cho cái thằng sắc này thì có nghĩa là đối với trường hợp LI của sắc như thế này, từ cái thằng này này UL đầu tiên này, gọi đến UL này, gọi UL này đó, sắc đến sắc thì chúng ta sẽ định nghĩa như thế này, LI sắc của UL chúng ta sẽ định nghĩa vào, chúng ta sẽ để là margin pixel padding không pixel và crystal tie năm đó, ok chưa? Và cái UL sắp này này có LI này, anh sẽ định nghĩa là có LI như thế này, thì anh sẽ để position nó là relative đó, ok chưa? Width anh cũng để là 200 và chiều cao cũng bằng 50. Thì lúc này cái sắp phía trong này, đây là sắp phía trong này của cái sắp trên của cái LI này này, chúng ta sẽ để nó là absolute đó, các bạn nhìn thấy không? Đây thì nó ở đây như thế này, và anh sẽ quy định độ rộng cho nó width bằng 200 pixel, hai sẽ bằng 200 pixel. Đấy. Rồi, ok chưa? Và background giống background này luôn. Đấy. Được chưa? Anh muốn là cái này nó sẽ nằm lệch ra bên trái và lệch về bên trái 200 pixel. Thì anh sẽ xử lý như thế này. Đây. Không ảnh hưởng à. Thì anh sẽ định nghĩa là thằng này vì nó position absolute rồi, anh sẽ cách left pixel bằng đúng cái độ rộng của cái menu kia. Đây, nó như thế này. Ok chưa các bạn? Ok chưa? Và cách tốt là không pixel. Được chưa? Được rồi đúng không? Cái LI ở trên này vì anh vừa set nó là 50 pixel này. Cái LI của thằng sắp thứ nhất. Đây. Rút này. Rút UL sắp. Đây. Thì các bạn sẽ, anh không cần xem 50 đây nữa, thì các bạn sẽ thấy là à đây, vấn đề là khi hover ở đây đúng không, thì chúng ta xử lý thằng này, thì thằng này các bạn định nghĩa đơn giản thôi. Đây thì các bạn hoàn toàn có thể để dùng giống thẻ A đi. Đấy, nó sẽ như thế này. Đây đó, anh đang chưa hiểu vì sao đây nó bị cắt một khoảng này, thì chúng ta sẽ xem LI UL sắp hai hai bốn mươi chỗ này của chúng ta đang bị ảnh hưởng, thì để anh xem nào, menu item này. Xem ở trên này này, shop này, UL này, line 240, cả
của chúng ta đang định nghĩa bao nhiêu. Cái like 240 không phải vấn đề. À rồi, anh hiểu vì sao rồi. Vì cái UL của chúng ta đang xét độ cao cố định cho nó. Đây, không nên để là like 2, nhưng đây không cần. Đó, ok chưa? Đó, vì chiều cao của nó để auto đi, chúng ta không nên để cố định. Ok chưa các bạn? Rồi, bây giờ vấn đề của chúng ta là cần xử lý thôi. Cần xử lý có nghĩa là mặc định cái thằng này này sẽ là ẩn CT lần 5 so với là 0, đúng không? Thì khi chúng ta hover vào bất kỳ một cái sắt nào, đây hover này, chúng ta xử lý thằng sắt dưới cùng trước, thằng sắt của cái này trước, thì khi hover vào bất kỳ một thằng sắt nào, chúng ta sẽ lấy ra cái li, được chưa, và gọi đến cái ul ngay sau nó thôi. Đi opacity là gì các bạn? Là một thế này đó, được chưa? Ok chưa? Đó, và trên này đối với cái sắc ở phía trên này, chúng ta opacity bằng 0, và khi gọi đến cái ul root thì chúng ta sẽ lấy ra thằng sắt ngay sau nó như thế này. Đó, nhưng các bạn thấy này, đang có một vấn đề ở đây này, là gì các bạn? Anh hover chuột vào đây, anh mới đưa vào thằng 1 mà nó đã sao rồi, mà đã hiển thị sắt này thì là không đúng, đúng không? Thì chúng ta phải xử lý ở chỗ này. Khi anh gọi đến ul này, li của root này, đây này, và chúng ta sẽ lấy gọi đến thằng li đây, chỗ này chưa được, gọi đến ul này này, nhưng mà phải đúng thằng ul này, đúng thằng nằm trong nó, thì chúng ta ở đây sẽ là khi mà hover vào ul sắp và hover vào y thì lấy ra chính nó. À, chúng ta đang bị nhầm các bạn ạ. Chúng ta đang hover vào cái thằng UL nó đã sâu ra mất rồi. Đây sẽ phải là LI. Đây này. UL.sub. Hover vào cái thằng này. Đây. Đó, thì anh sẽ lấy ra các y phía sau. Đây. Đây, ok chưa? Đó, được chưa? Thì các bạn nhân nó lên. Bây giờ chúng ta chỉ làm xong vai trò của ông Phan En, thì chúng ta chỉ làm cái này thôi. Xong thì các bạn nhân nó lên. Đây, ví dụ nhân cái này cho thằng service đi. Đó, service kiểu category là sử thằng 5.1 này lại có một cái menu, thì chúng ta lại copy thôi. Đây, 5.1 có một cái menu, đó thì anh muốn là làm sao để xử lý được các bạn, làm sao để xử lý được cái này. Thằng 5.1 nó lại có một cái menu, và menu này nó nằm ở dưới này cơ. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tối ưu cái CSS này. Được chưa?
Bây giờ anh sẽ xử lý như thế này. Bây giờ này, hover và thằng 5 này, thì anh sẽ chưa show thằng này lên. Có nghĩa là hover và thằng 5 thì anh sẽ chỉ lấy lên thằng ngay sau đó thôi. Đó. Thì chúng ta sẽ hover vào li này sắp. Đây. Đó, các bạn thấy chưa? Đúng vai trò rồi này. Đấy, thấy chưa? Có nghĩa là anh cứ hover vào thằng li là anh gọi đến thằng qua thằng sắp thì anh sẽ lấy ra li hover. Và anh sẽ được cái kết quả như thế này. Bây giờ chúng ta chỉ cần đi xử lý cái chỗ position của cái thằng này này. Ý là cái thằng code phía trên này này. Có nghĩa là khi mà chúng ta xử lý ở đây, mỗi lần chúng ta hover đến UL sub này, chúng ta sẽ định nghĩa đến LI luôn. Đây. Đó. Ok chưa? Đây. Như thế này. Đây. Thì lúc này anh sẽ làm như thế nào? Đến cái LI ở shop này thì anh giải quyết được bài toán ở trên này, và trên này cũng tương tự như vậy. Thằng này nó sẽ phải nằm tụt hẳn xuống đây cơ. Tại sao? À, thì cái chỗ position của thằng này này chúng ta sẽ xử lý như thế này. Đó, bỏ đi. Đó, ok chưa? Các bạn thấy chưa? Đây. Thì khi mà các bạn code CSS, các bạn chỉ cần viết một lần thôi, và sau này các bạn nhân lên bao nhiêu cũng được. Đây là 1.2 này. 1.2. Sau đó anh lại nhân tiếp lên 4.2. Thì công việc của ông Phan E thì chỉ có đi copy cái code mà mình đã xử lý thôi. Dùng menu này. Đó. Đó, 4.2 cũng sâu ra. Nhìn thấy không? Đó, thì chúng ta làm N cấp mà không cần phải đi sửa CSS nữa. Chúng ta viết một lần rồi và dùng vĩnh viễn 6.2 này. Đây. Thì đây là cái ý nghĩa của cái bài này mà anh muốn show cho các bạn. 6.2.1 này. Thì các bạn chỉ cần đi thay đổi cái selector một chút xíu là các bạn đã giải quyết được vấn đề rồi. Đó. Đây, thì nếu mà làm code HTML thì ông làm front end ông sẽ phải làm những việc này. Sau đó sang ông back end thì ông sẽ loại bỏ hết code này đi. Ông đưa vào vòng lặp để lấy từ database ra. Thì nhìn nó ngắn gọn hơn. Đây. Đây chúng ta chạy này. Đó, 5 này. 5.1 này. Xuống đến 4.2 này, xong lại đến ông 6.2. Thì các bạn sẽ thấy là menu nó ra N cấp như thế này. Đúng không? Nhìn này. Đó, và chúng ta quan trọng là chúng ta sẽ không phải đi viết thêm dòng CSS nữa. Đó, đó mới là điều quan trọng. Được chưa các bạn? Thì nhiều bạn xử lý CSS đa cấp này là cứ thêm một cấp là lại phải đi sửa CSS. Thì đấy không phải là cách viết chuẩn. Mà cách viết chuẩn của chúng ta là dù thêm N cấp thì chúng ta sẽ không phải đi viết lại CSS nữa. Đây. Thì menu đa cấp, sau này chúng ta ở phần PP nó có cả một cái đệm quy xử lý menu đa cấp đây. Đó, được chưa? Và các bạn muốn nhân lên bất kỳ chỗ nào thì cũng đều được nhé. Đó, đây ví dụ bên này các bạn muốn nhân lên thì cũng chỉ việc copy vào thôi. Làm đúng kịch bản, ví dụ đưa vào thành menu số 3. Đây. Đó, và lại đưa thứ 3, lại đưa vào thứ 5 này. Đó. Rồi, ok. Thì nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Đây, thằng số 3.
Là. Thằng ba này đang bị ảnh hưởng gì này? Các bạn nhìn thấy này, anh hover ở đây mà cũng nhận, thì có nghĩa là cái chiều cao của thằng này đang bị, không phải, mà chúng ta dùng opacity nên nó sẽ bị vậy. Có nghĩa là cái thẻ UL nó đang nằm ở đây rồi. Các bạn hiểu ý anh không? Các bạn ẩn hẳn đi, không dùng opacity trong trường hợp này được. Chúng ta sẽ đặt nick play nào. Đấy là lý do thì anh sẽ cứ làm để các bạn nhìn thấy vấn đề trước, thì chúng ta sẽ thấy là opacity sẽ không dùng ở đây được. Đây, chỗ nào có opacity thì anh sẽ thay. Được chưa? Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy là vấn đề của thằng opacity. Mình không nhìn thấy nhưng mà cái khối UL nó hiện hữu ở đây rồi. Chỉ là mình nó mờ đi, mình không nhìn thấy đó. Còn cái năm này là nó ẩn hẳn đi. Đó, đây khi các bạn đi chuột đây, thoải mái, không vấn đề gì cả. Ok chưa? Đây. Đó, kiểu vậy. Đây. Thằng 5 này. Thằng 5 tiếp này. Thằng 4 này. Thằng số 6 này. Đấy. Ra menu kiểu kiểu như vậy. Thằng 4 này. Đây, thằng 6 đây. Được chưa các bạn? Thì đây là cái phần menu đa cấp mà anh muốn hướng dẫn các bạn làm. Thì tương tự đối với menu dọc thì sao? Đối với menu dọc thì sao các bạn? Có cần anh làm demo menu dọc không? Rồi, anh sẽ làm cái phần menu dọc nhé. Thì ở đây nó sẽ gọi là x menu đi cho nó dễ. Gọi là menu theo chiều x ấy. Thì chúng ta sẽ có y menu đúng không? Y chấm html. Đó, thì anh sẽ tạo ra một cái file CSS dành cho y menu. Chấm html. Ok chưa? Rồi, anh tắt nó lên. Thì phần email anh sẽ tạo ra trang HTML sẽ là menu dọc CSS. Đó. Và anh sẽ nhúng cái file email vào .css email.css. Đây. Được chưa các bạn? Sau đó anh sẽ tạo ra một cái list là menu. Trong cái list class menu anh sẽ có UL, vẫn có class là root li của anh. Ví dụ anh có thẻ liên kết, anh để là menu item 1. Đó, anh giả sử anh có danh sách các menu như thế này. Mời menu như thế này. Anh chạy nó lên nhé. Rồi, thì default của nó sẽ như thế này. Ok chưa? Chúng ta sẽ đi làm CSS cho phần này. Thì đơn giản thôi, chúng ta sẽ đi lên những cái khối dọc ở đây thôi. Thì anh sẽ làm tương tự đối với phần menu ngang kia. Thì ở đây phần email chúng ta chuyển file CSS như thế này. Đây sẽ là file CSS. Đó. Chúng ta sẽ định nghĩa ở đây. Excel. Rồi. Có vẻ chưa nhận nhỉ. À rồi, ok. Sau đó anh cứ định nghĩa chung chung cho UL.
Nếu liên quan đến giờ thì anh sẽ list style time này. Này anh sẽ đó. Làm như này chúng ta sau này chúng ta kế thừa lại được, định nghĩa lại cách viết ngắn gọn, tái sử dụng rồi. Đây. Được chưa các bạn? Lúc này anh sẽ tạo ra cái CSS cho thằng div menu này. Anh để width khoảng 250 pixel. Min 2 anh để khoảng 500 pixel. Và anh để margin length đâu đó khoảng 100 pixel. Và background anh để vẫn màu kia đi. Vẫn giống như màu menu kia. Thì background đây anh sẽ để màu này. Đây. Được chưa các bạn? Thì sau khi làm việc này rồi thì anh sẽ thêm yếu tố margin top vào chỗ này. Đây, được chưa? Chúng ta sẽ đi format cho cái menu này. Chỉ đây. Rồi, ok chưa? Và anh sẽ để ví dụ như này. Sau đó anh sẽ định nghĩa vào ul.li, thẳng vào thẻ li, width cũng bằng cái menu sẽ bằng 250, anh để chiều cao là 40 pixel, anh định nghĩa vào thẻ a. Rồi ok chưa? Thế anh loại bỏ gạch chân đi. Anh chuyển chữ màu trắng, chuyển nội dung chữ sang màu trắng. Anh sẽ set lại phông chữ đây. Người và phông family anh để phông tiên. Đây, phông family. Đó, ok chưa? Đó, pixel. Đây. Được chưa các bạn? Sau đó anh sẽ làm gì? Anh sẽ đi định nghĩa border bottom cho nó. Bottom ví dụ 1 pixel sâu ấy. Anh sẽ để màu này. Đó. Thì các bạn thấy là thẻ A của nó là kiểu inline. Hôm trước có một bạn hỏi anh là đối với thẻ A luôn luôn phải để block A, thì anh bảo cứ tạm thời như vậy, nhưng mà chính xác là như vậy. Tại vì sao thẻ A nó kiểu inline thì các bạn thấy khi mà anh border thì đường viền nó chỉ rộng đến đây thôi. Nhìn thấy chưa? Nếu mà chúng ta để block này, thì bạn sẽ thấy nó rộng 100% luôn. Đó, ok chưa? Và anh sẽ margin cho cái thẻ li này, à ul này, nó cách tốt một quả. Đây, anh muốn cái thẻ ul nó cách tốt một quả thì anh sẽ làm như này để nó không bị cắt vào cái border kia, để nó margin top này, xeo này, để nó không bị cắt vào đây này. Margin top 50 pixel cũng bằng 50. Tại vì là thằng UL này nó đang kiểu chúng ta không format, muốn định nghĩa tốt của nó đây chúng ta sẽ phải float hoặc cái gì đó cho nó thì mới được, chứ không dùng div play block nên là đang không nhận margin tốt. Thì chúng ta hoàn toàn phải padding tốt cho menu 50 pixel thì nó sẽ cũng sẽ giải quyết được bài toán. Đây, được chưa? Nó sẽ giải quyết được bài toán của chúng ta. Để này, 50 thôi. Đây. Đó, ok chưa? Và
Thế này là chúng ta anh sẽ để line 2 cũng bằng 40 pixel. Đó. Và anh để mạch của ba thì hover in gần trước đã, mạch của nó thuộc vào khoảng 15 pixel. Được chưa? Khi hover vào thì anh sẽ xử lý tách cho nó và xử lý mạch của ba cho nó. Và anh cũng sẽ xử lý cái lại cái mạch của vào này. Thì anh sẽ lấy cái thằng menu cũ thì hover anh lấy cái vào này. Đó, được chưa? Ok chưa các bạn? Rồi, thì menu đa cấp chúng ta sẽ đặt một cái men sub menu vào trong cái menu item số 5 đi. Chúng ta sẽ làm như sau. Copy một cái menu sub ra. Đây, anh lấy thằng này và anh tạm thời ném vào đây. Thì cái này của chúng ta anh tạm thời gọi là sub. Đó. Thì các bạn sẽ thấy nó bị đè lên nhau như thế này, nhưng mà chưa phải lo lắng. Chúng ta sẽ đi format cho nó. Thì từ cái UL là root này, chúng ta lại quên chưa đặt class cho nó. UL là root. Đây. Đó. Được chưa? Đây. Rồi. Thì cái menu sắp ra sổ ra anh cũng muốn kế thừa được những cái thuộc tính đang có, nên là anh sẽ chưa làm gì. Đối với thằng LI này anh sẽ để position là relative. Cái LI mà chứa cái menu thằng này, này chứa thằng con này, này thì anh sẽ để thằng này là relative như ở đây. Ok chưa? Vậy thì thằng sắp, tất cả các thằng sắp anh sẽ để là absolute. Đó, anh sẽ để là ul.sub như thế này. Anh quy định cho nó position là absolute. Và anh sẽ cách bên trái là 250 pixel. Đó, thì các bạn sẽ thấy là cả cái menu này sẽ chạy ra đây rồi. Được chưa? Thì đối với thằng sub thì anh sẽ làm gì? Anh cũng có background giống như thằng cha. Đó, các bạn thấy chưa? Đó. Thì các bạn thấy này, mình hover vào thằng 5 thì sẽ bị sâu ra thằng này. Mà cái này nếu mà chúng ta thấy mặc định của nó sẽ đang nằm thằng 6 thì chúng ta lại phải điều chỉnh tốt, khoảng cách tốt. Lúc này cái tốt này nó sẽ cách cái đường viền của thằng này, của thằng số 5 này, đường viền trên bằng 0. Nếu mà chúng ta xét là không bị xét. Như thế này. Các bạn thấy chưa? Tương ứng đúng với menu này. Ok chưa? Thằng sắp này anh sẽ để giống màu của hover đi. Đó. Thì các bạn sẽ thấy à đúng, đúng như thế này. Ok chưa? Thấy chưa các bạn? Đây. Rồi. Bây giờ anh sẽ làm như sau. Các bạn thấy là khi hover vào này thì cái thẻ A nó lại mất cái border ở trên. Nhìn thấy không? Các bạn hoàn toàn có thể set cái border ở trên cho nó. Border tốt. Đó, được chưa? Rồi, thì chúng ta sẽ display cái thằng này đi. Và khi mà người dùng
gọi đến cái ULI như thế này. Và chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ gọi ra cái thằng sắp ngay nó sắp như thế này. Đây là lên của nó. Đây. Mình chạy thử lên nhé. Đó, được chưa? Đây. Thì công việc của các bạn muốn nhân nó lên thì các bạn sẽ phải đi copy thôi. Không còn cách nào khác. Thì đây là công việc của một người làm HTML CSS. Sau này các bạn dùng JavaScript thì các bạn có thể không phải copy, các bạn dùng JS để các bạn viết chạy vòng làm ra này, các bạn đỡ phải đi nhân code như thế này. Nhưng mà thông thường cứ nhân lên cũng được, dễ nhỉ. Đó. Đó, ok chưa? Bây giờ thằng này cũng có sub thì sao? Ví dụ thằng số 2 cũng có một cái sub vào thằng số 3 đấy. Để thằng số 3 cũng có một cái sub menu. Đấy, thì các bạn ném nó vào đây. Chúng ta sẽ đi điều chỉnh cái selector một chút. Đây, thằng số 5 này. Đó, thằng số 3 này anh muốn hover vào thằng sub này thì nó cũng sẽ sâu ra. Thì chúng ta sẽ đi sửa CSS đây một chút. Có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta hover vào thằng ul sub này. Và gọi đến lợi ích, anh sẽ lấy ra cái ul.sub ngay sau đó. Display của lại. Ta thử nhá. Đó. Đưa vào thằng 5 này này. Nhưng mà đây chúng ta sẽ phải xử lý thôi. Khi hover vào cái li của thằng root này thì gọi đến cái thằng sub ngay sau nó. Khi hover vào thằng li thằng root thì chúng ta gọi sub ngay sau nó và gọi đến cái li ngay sau đó. Để đảm bảo nó không bị tràn ra thì chúng ta phải xử lý ở đây 5 này. Hover thằng 3 này mới sâu ra. Đúng không? Thì chúng ta sẽ phải xử lý chỗ hover ở thằng li root này trước. Đây. Khi hover vào li này này. Uli này thì gọi ngay ra thằng sub. À, chúng ta có ở đây đều giống nhau với sub. Nên là chúng ta sẽ phải nghĩ một chút là khi hover vào thằng lợi này, thằng này này, thì thằng này chưa được sâu ra nếu chưa hover vào thằng này, đúng không? Tại vì là chúng ta hover thằng này chúng ta gọi sắp luôn, nhưng mà sắp là của cái lợi này, đây là đúng này, đến chỗ này đúng này, đến chỗ này là đang đúng này. Đây này. Và khi hover vào li này, các bạn bỏ ở đây đi, gọi đến li của sub hover. Đấy. Chúng ta đang làm đúng luôn, chúng ta copy nên là nó bị vậy. Đó, được chưa các bạn? Được chưa? Đó, thử nhá, nhân lên này. Khi các bạn làm menu, các bạn phải nghĩ như thế. Nghĩa là sao? Các bạn phải nghĩ việc là nếu mà tôi nhân cái số lượng menu này lên thì tôi sẽ không phải sửa CSS. Vì sau này ông backend sẽ không thể đi sửa CSS cho các bạn được. Các bạn phải làm chuẩn đã. Ông chỉ lấy những cái các bạn làm mà ông làm tiếp thôi. Đây, thì chỗ này thì lại chưa được rồi. Có đúng không? Đây nhá. Menu này 3 này, sâu thằng 3 nhưng mà anh đưa vào thằng 5. Đúng không? Menu số 5 này, không đưa thằng 3 này, không đưa vào thằng 5 nữa thì lại không được. Đây này, thì lại xem ở đây này. ULI sắp thì sẽ không phải lấy ra thằng ngay đó. Đó, được chưa? Các bạn thấy sự vi diệu của cái selector chưa? Đây. Đó, có nghĩa là khi mà anh hover vào, anh chọn
UL root này, LI này, và chọn cái UR sắc ngay sau cái LI đấy. Và bất kỳ hover vào cái LI nào của thằng sắc thì nó cũng sẽ hiển thị ra cái thằng sắc ngay sau đó. Đây. Khi hover vào bất kỳ cái LI nào của thằng sắc thì nó sẽ hiển thị thằng sắc ngay sau nó. Đây. Đây là của sắc này, này sắc này. Hiển thị sắc ngay sau nó. Dối mà, các bạn sẽ phải làm theo nhá và nhìn xem lại video. Bởi vì cái này người đi làm nhiều bạn cũng chưa làm được mà. Một vài bạn đi làm fan em cả vài năm rồi cũng sẽ dối chỗ này. Anh khẳng định như thế. Vì cái mà anh đang dạy các bạn thì nó khá là thực tế. Bây giờ các bạn bảo một ông back end ngồi làm cái này, à một ông fan em làm 2-3 năm rồi và làm cái này ngay thì chắc chắn cũng sẽ dối. Bản thân anh cũng phải đi chỉnh lại để mà giải thích cho các bạn này. Ok chưa? Thì các bạn cứ làm đi. Thì cái cú pháp này nó chỉ là a từ cái root này lấy ra ngay cái thằng sau nó, chỉ lấy ra một cái li sau nó. Đó, không phải chỉ lấy ra cái ul sub sau nó. Từ cái ul sub này lấy ra tất cả những thằng li sau nó. Ok chưa? Thì lớp mình sẽ nghỉ ở buổi hôm nay nhé.